Chào cả nhà đã đến với kênh Mỹ Ngô Family USA. Hôm nay trời tiết mình đóng cửa một ngày, mình cũng không biết làm gì cho nên hai chồng mình chạy vô casino chơi. Mình sẽ review bên trong này cho cả nhà xem chút xíu. Bên trong này người ta cũng không có cho mình quay ở chỗ mà người ta chơi đâu cả nhà, cho nên mình chỉ quay xung quanh cho cả nhà xem thôi. Review vòng vòng cho cả nhà xem. Bên ngoài đây nè cũng có nhà hàng bán đầy đủ thức ăn nhanh cho người ta ăn xong người ta đi vô chơi á cả nhà. Nó ở đây cũng có nhà hàng Chinese food nè cả nhà. Hôm nay trời snow cho nên trong casino này cũng tương đối vắng. Bên đây nhà hàng pizza, còn đây là quán cà phê Dunkin' Donuts vậy thôi. Bây giờ mình mời cả nhà lên bên trên với mình. Đây là tầng trên của casino nè cả nhà, mời cả nhà theo mình ha. Mình sẽ review cho cả nhà xem ở tầng trên của casino này. Cái tên nhà hàng nè cả nhà. Bên trong nhà hàng này nhìn cũng tương đối sang trọng. Có quầy bar nè. Món đầu tiên là món appetizer là bánh mì chát bơ nè cả nhà. Appetizer. Thơ thơ nữa. Revolution Chop House. Cái này quán này nó nằm ở trên casino cả nhà. Nhà hàng này nằm ở trên casino. Tại tụi em ở trên dưới đánh bài xong rồi cái này người ta cho ăn không có tính tiền cái nhà. Món đầu tiên của mình nè cả nhà. Bánh mì trát bơ. Cái này là trước khi đem đồ ăn ra người ta cho mình cái món appetizer á. Cái dĩa hào sống đã ra rồi nè cả nhà. Nhìn cái dĩa hấp dẫn cả nhà ha. Cho nước chấm nè cả nhà. Hào này tươi. Mình kêu cái dĩa nhỏ ăn thử vậy thôi. Vì trong đây có nhạc á cho nên mình tắt tiếng đi. Cái nhà thông cảm.
Ở đây service rất là tốt luôn cả nhà. Người ta phục vụ mình tận tình lắm. Nè cả nhà, mình ăn miếng thử miếng oyster sống này. Mình cũng ít ăn. Rồi. Mời cả nhà nha. Thêm này nè. Ủa để vô miệng sát miệng luôn khúc vậy đó. Cũng ngon chứ. Mình cũng ít ăn cái sống là mình ăn toàn là steam không à. Mặn chanh nó chín rồi. Lần đầu tiên mình ăn sống á. Mình ăn chắc chắn. Ngon ha. Ngon chứ. Bây giờ thêm cái nữa đi. Nặng chanh là chín hết rồi. Người cho người quay phim thèm cho. Chút nữa. Nặng chanh vô là đã chín hết rồi. Nặng miếng chanh vô đi. Dạ. Nặng chanh là chín hết rồi. Tabasco sauce nè. Còn chưa để Tabasco sauce cho nó ha. Vô, rồi, rồi được rồi. Húp để vô sát miệng, húp nước luôn. Trời ăn cũng còn phải dạy nữa kìa, ăn bỏ vô sát miệng. Vậy nè. Ngon quá mấy họ. Ngon. Ok. Rồi. Rồi. Bây giờ ăn miếng này đến là đã gì đâu, uống miếng rượu vô chị nhà ơi. Trời ơi. Đã ghê luôn á cả nhà. Rượu chát. Còn nữa lòng steak. Đồ ăn đã ra nè cả nhà. Mình kêu một phần steak với một phần lobster. Nên mình kêu phần lobster nhỏ thôi. I mean steak nhỏ thôi. Đây là lobster tail nè. Ta cho mình ăn free á cả nhà, không có tốn tiền cả nhà. Nha, yeah. Steak ăn được không anh? Cái này steak của mình kêu cái loại mà nó medium á, là nó không có nhiều máu nè. Filet mignon. Filet mignon. Medium thôi, nhiều sao mình kêu medium rare là nó còn đỏ quá, mình không có dám ăn đỏ quá cả nhà. Thì mình thử một miếng cả nhà xem. Ây ơi, thấy ngon quá ha. Thơm quá ha. Nó nướng thơm dễ sợ luôn cả nhà. Một cục mì thôi là nó ha. Thử cho cả nhà xem nha. Thank you. Do you need anything? Thank you so much. Ngon vừa ăn, nó ướp vừa ăn luôn. Mình không cần chấm nước chấm cũng vừa ăn lắm. Thịt nó mềm ngon. Rất là ngon cả nhà ơi. Nhưng mà cả nhà nghe. Bây giờ mình thử miếng lobster coi. Đó cả nhà, nhìn nè. Ây ừ, thấy đã luôn một miếng nè cả nhà. Bóc bằng tay luôn cả nhà. Đó, đây mình chấm ăn luôn ha. Khỏi cần đó, thơm quá. Lobster này, lobster giống như tiger lobster. Ngon quá rồi. Chấm miếng bơ nha. Ngon quá nhỉ. Trời ta. Mời cái nhà uống miếng rượu nha. Giờ ăn giờ uống. Chia nè. Bữa quyền bữa chắc. Chia. Happy snow day. Bữa nay trời tiết cái nhà. Không có gì làm. Chạy ra đây ăn miếng rau. Ăn thêm miếng thịt bò nữa cả nhà. Bò nữa nha. Ngon quá. 5 giờ nó mới mở cửa. Nó còn. Ở
đây nó có nhà hàng, nhà hàng trên lầu. S Casino này rất là nhỏ cả nhà. Nó không có lớn. Nó cũng mới mở vài năm ở đây thôi. Hồi xưa người ta cũng phản đối không có cho mở đó, Casino này á. Với ai vô đây là phải có membership. Sống à? Cái loài này ăn sống mới ngon. Cái tôm này. Tôm này ăn sống mới ngon. Cái tuổi thái nó ăn không? Steak nữa nè cả nhà. Tuổi thái nó ăn á. Nó chấm cái mắm của nó. Thái gì? Ngày nay thì thơm sashimi nó. Sống là sashimi nó. Chấm bằng mắm. Không, cái loại này phải ăn sống. Nice dinner. It's good. Thank you. Yeah, thank you. You're welcome. Enjoy. Yeah, thank you. Mình đang ăn vậy đó. Lâu lâu có người ta lại hỏi mình ăn có ngon hay không. Anyone need more wine? No, we do. No, thank you. Yeah. I'll let you know. Yeah. Thank you. Đại bàn sâu vịt rất là quốc với nhà. Cái mình cảm thấy là cái sâu vịt nó quan trọng. Đó là biết người ta ấy. Đó là manager, cái mình xếp, tao lỡ lấy lòng mình á. Mình lại ăn á, cũng cái người quản lý người ta lại hỏi mình ăn có ngon mình hay không. Hồi những người sâu vịt của mình á. Rất là đàng hoàng. Nice service. Miếng lobster nè cả nhà. Thử miếng filamine coi. Anh thử miếng New York strip nè. Yeah, New York strip. Let me try the filamine. Cut it. Hả? Sạch nguyên dĩa luôn nè cả nhà thấy không? Ăn dữ thiệt, một cục thịt bò bự chảng gì đó. Càng tàu ráo máy. Chứng tỏ là rất là ngon luôn á nha. Hay là ăn không như không từng được ăn không biết. Ăn giống như không từng biết. Giỡn chơi cả nhà. À, thật sự rất là ngon cả nhà ơi. Thịt bò rất là mềm, rất là thơm. Nó ướp gia vị vừa ăn lắm cả nhà. Lâu lâu mình cũng mới có dịp lên đây chơi cả nhà ơi. Rồi sẵn mình dịp mình cũng quay đi video cho cả nhà xem. Bây giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Mình xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Nếu mà cả nhà thấy thích video của mình, cả nhà đừng quên bấm nút like, share, subscribe để xem new video mới nhất nha cả nhà. Giờ bye.